Kết thúc tập 11, Vương Lâm vì biết tin cả dòng họ mình bị Đằng Hóa Nguyên diệt sát mà nổi điên, đột phá cực cảnh, một đường tìm tới Đằng Hóa Nguyên báo thù. Mặc dù sử dụng bí pháp tăng tu vi lên tới Nguyên Anh kỳ, nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay lão, bị phệ hồn cắn nuốt mất thân thể. May mắn thay, Tiên Nghịch Châu kịp thời dung hòa với linh hồn của hắn khiến hắn không bị hồn phi phách tán, cuối cùng được Tư Đồ Nam liều mình truyền tống vào vực ngoại chiến trường, cứu được một mạng. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Phụ thân, mộ thân, thiết trụ bất hiếu, nếu có kiếp sau hy vọng con không làm con của hai người, bởi vì không xứng. Nếu không có con, hai người đã không phải chịu độc thủ của đối phương. Hai mắt Vương Lâm chảy ra từng giọt huyết lệ, hắn nhắm lại hai mắt. Đúng lúc này, một tiếng thở dài từ trong ngực Vương Lâm truyền ra, ngay sau đó thân thể Vương Lâm bỗng nổ mạnh, ba vạn hồn phách phía sau bị đẩy ra, ngay sau đó, một đạo ánh sáng mang theo hồn phách của phụ mẫu Vương Lâm trong nháy mắt bắn ra, xuyên qua quang võng ở bốn phía bay vào thông đạo vực ngoại chiến trường. Người khổng lồ cùng Lâm Dịch trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng biến mất, đột nhiên thần sắc đại biến. Lâm Dịch thất thanh kêu lên, là, vừa nói tới đây hắn lập tức ngậm miệng lại, không nói hai lời, thân thể trực tiếp lao vào phía bên trong thông đạo tiến vào ngoại vực. Nhưng ngay khi tiến vào cửa thông đạo đã bị đẩy ngược trở lại, hai mắt người khổng lồ lộ vẻ tham lam, cười lớn, nói, được, được, bao nhiêu công lao hôm nay là của lão tử, lần này thu hoạch được rất nhiều thứ, đầu tiên là nhìn thấy lệ khí, sau đó là lại thấy được hạt châu đó. Lâm Dịch, nếu tranh đoạt, ngươi có tin ta dám giết ngươi hay không? Nói xong, người khổng lồ liền lộ hẳn thân hình cao hơn 10 trượng của hắn, tỏa ra một sự áp bức, từ thân thể hắn phát ra những tiếng răng rắc, nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi đạt tới độ cao như người bình thường. Trên mi tâm của hắn có hình một cây búa, ý của ngươi là gì? Lâm Dịch lạnh lùng nói. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Dịch một cái, rồi đi vào trong vòng tròn bao quanh thông đạo tiến vào ngoại vực. Sau khi bước chân vào đó, hắn vung tay phải lên, trong nháy mắt thông đạo lại hóa thành hai con dao long, trong chớp mắt biến mất vô tung, vô ảnh, bầu trời sáng trở lại như cũ, toàn bộ mây đen tiêu tán không còn một mảnh. Nét mặt Lâm Dịch cực kỳ khó coi, hàn quang trong mắt hắn lóe lên, quay đầu lại nhìn Đằng Hóa Nguyên đang ngơ ngác, cười lạnh vài tiếng. Chân hắn khẽ động một cái, thân thể nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất phía chân trời. Đám tu sĩ Triệu Quốc bên ngoài Quyết Minh Cốc, bất kỳ người nào cũng nhớ kỹ thanh niên chiến đấu cùng với cao thủ Nguyên Anh kỳ kia. Ngoại hình và cái tên Vương Lâm đã in sâu vào trong lòng mọi người. Lần này, từ cách tiến vào chiến trường ngoại vực của Triệu Quốc bị hủy bỏ thì cho dù có lệnh bài hay không cũng chẳng còn giá trị. Sứ giả phụ trách mở ra thông đạo cũng bỏ đi thì còn gì để nói nữa. Lâm Dịch vô cùng tức giận. Hắn phải trơ mắt nhìn vật phẩm nhiệm vụ bay qua trước mắt mình, lại bị người khác cướp mất. Cái cảm giác đó khiến cho hắn tức muốn hộc máu. Nhất là nghĩ đến hạt châu đó không ngờ vẫn ở Triệu Quốc mà hắn lại là sứ giả giám sát ở đây, việc này mà để truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt. Nét mặt Đằng Hóa Nguyên đâm trầm, hắn không xác định được Vương Lâm đã chết hay chưa. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn vẫn có một cảm giác sợ hãi. Tất cả mọi người bắt đầu tản đi, chuyện có liên quan tới Vương Lâm từ từ được lan truyền. Trong khoảng thời gian ngắn, người tu chân Triệu Quốc gần như đều biết tới hắn. Phác Nam Tử dẫn đám đệ tử trở về Huyền Đạo Tông, đi sát sau hắn là một nữ tử, đó chính là Liễu Mi. Lúc này, trong lòng nàng đang hết sức đau khổ, đối với Vương Lâm, không biết tại sao nàng luôn có một chút hảo cảm. Từ trước đến nay, cảm giác đó không hề phai nhạt mà cứ ngày càng đậm hơn. Đêm đến, khi không gian hoàn toàn yên tĩnh, hình bóng của hắn lại hiện lên trong lòng nàng. Vương Trác và Vương Hạo cũng dần biết tất cả những chuyện xảy ra ngoài Quyết Minh Cốc, nguyên trong lòng vẫn oán hận Vương Lâm rước lấy tai họa, dần biến mất. Hai người bọn họ tự hỏi đều không có đủ can đảm như Vương Lâm dám quyết đấu với Nguyên Anh kỳ cao thủ. Nhưng việc đó cũng không có nghĩa là hai người bọn họ bỏ qua việc báo thù. Vương Trác và Vương Hạo cùng đặt mục tiêu giết chết Đằng Hóa Nguyên. Sau khi trở về, Phác Nam Tử mới biết được bi kịch của Vương gia. Suy nghĩ một lúc, dưới sự cầu khẩn của Liễu Mi, hắn liền thu Vương Hạo làm đệ tử. Liễu Mi biết đó là chuyện duy nhất nàng có thể giúp đỡ Vương Lâm vào lúc này. Mặc dù chuyện đó có thể Vương Lâm vĩnh viễn không bao giờ biết. Đằng Hóa Nguyên mang theo cảm giác sợ hãi. Sau khi về tới Đằng Gia Thành, hắn bắt đầu bế quan, thề không đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ sẽ không chịu xuất quan. Khắp Triệu Quốc thoáng cái đã trở nên an tĩnh, chiến trường ngoại vực luôn có những cơn cuồng phong và các vết rách không gian tồn tại vô số năm. Lúc này, trong đó có hơn 10 nước tam tam cấp tu chân quốc, với số lượng đạt tới hơn ngàn người. Trong số những người đó, cao nhất chính là trúc cơ hậu kỳ. Theo lý mà nói thì với tu vi như vậy mà đi vào chiến trường ngoại vực thì bước được nửa bước cũng khó, làm sao có thể hoàn thành được mục tiêu. Trên thực tế, khi tiến vào chiến trường ngoại vực, sứ giả giám sát của mỗi nước đều phát cho mỗi người một cái ngọc phù. Cái ngọc phù đó có tác dụng chắn gió, đồng thời cũng là tín vật sau 50 năm, truyền tống quay về quốc gia của mình. Nhưng đối với những vết rách không gian thần bí khó lường, thường xuất hiện một cách bất ngờ trong chiến trường ngoại vực thì tác dụng của ngọc phù cũng rất nhỏ. Vì vậy, chiến trường ngoại vực đối với tu sĩ trúc cơ kỳ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu cẩn thận một chút, cộng thêm một chút may mắn, chắc chắn có thể bình yên vô sự.
Đại khái, xác suất ở chiến trường ngoại vực là 30%, tuy không cao lắm nhưng so với việc ở đây vào lúc cuối cùng sẽ chiếm được rất nhiều tài liệu và pháp bảo, thì có nguy hiểm đến mấy cũng không sao. Người tu tiên vốn luôn phải đấu lại với trời, thì nguy hiểm càng cao lại càng đạt được nhiều lợi ích. Hơn nữa, trong những tông phái, bất cứ người nào có thể trở về từ ngoại vực chiến trường thì địa vị cũng đều cao hơn một bậc. Một khi có thể trở về, tu vi tăng lên nhanh hơn so với việc tu luyện ở môn phái rất nhiều. Dù sao thì chiến trường ngoại vực có linh khí rất nồng hậu lại phải luôn đối mặt với sinh tử nên tu vi hiển nhiên tăng lên một cách nhanh chóng. Cơ bản, mỗi lần kết thúc cũng có người kết đan thành công. Điểm đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho tu sĩ trúc cơ kỳ không sợ sinh tử vẫn đến đây. Lúc này, ở góc đông bắc của chiến trường ngoại vực, có một thanh niên với khuôn mặt trắng bệnh, đang ở bên cạnh một cái thi thể, dùng một con dao mà bới móc. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện người đó chỉ chọn một số vị trí xung quanh cái áo giáp trên cái xác mà xuống đao. Hiển nhiên là rất quan tâm tới bộ giáp đó. Bộ áo giáp đó có rất nhiều tổn hại, có nhiều vị trí còn dấu vết bị lửa thiêu. Nhất là trên ngực của thi thể có một vị trí bị vỡ vụn, lộ ra một vết thương bằng nắm tay người thường. Ngoại trừ việc đó, trên mi tâm người khổng lồ cũng có một đồ án hình cây búa. Cái đồ án rất mờ, nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra được. Người thanh niên đó tên là Mã Lương, một tu sĩ của chiến thần điện thuộc tam cấp tu chân quốc Hỏa Phần Quốc. Người đó đã ở chiến trường ngoại vực hơn 30 năm, nên có rất nhiều kinh nghiệm. Cần phải nói rõ một chút, chiến trường ngoại vực là một địa phương thần bí. Ở đây, dung nhan con người sẽ giữ nguyên, chỉ khi rời khỏi mới nhanh chóng thay đổi. Hắn đang đào bới, trượt biến sắc ngã xuống đất. Từ xa, một đạo ánh sáng nhanh chóng lao tới, vọt qua bên cạnh hắn. Thanh niên ngẩn người, vừa rồi, hắn thoáng nhìn thấy trong làn ánh sáng đó có một hạt châu. Vì vậy hắn không nói tiếng nào, vứt bỏ bộ giáp của người khổng lồ, nhanh chóng đuổi theo. Hắn ở không gian ngoại vực đã 30 năm, ngoại trừ người sống ra, hắn cũng thấy được vài cái pháp bảo biết bay, nhưng lần nào cũng khiến cho vô số người tới tranh đoạt. Có một lần, Mã Lương chứng kiến có ít nhất 100 tu sĩ có tu vi trúc cơ hậu kỳ tranh nhau một thanh phi kiếm. Cuối cùng tuy không có một ai cướp được nhưng Mã Lương có nghe người ta nói, những vật có thể tự bay như vậy đa phần là có linh hồn. Những bảo bối như thế đều có uy lực rất mạnh. Mã Lương triển khai tốc độ nhanh nhất đuổi, càng đuổi theo, trong lòng hắn càng hưng phấn. Nơi này rất hẻo lánh, hắn đã ở đây một năm vẫn chưa nhìn thấy một ai. Nghĩ tới việc đó, trái tim hắn lại đập thình thịch, thầm kêu may mắn. Nếu có thể chiếm được bảo bối đó, sau này trở lại môn phái, tiểu sư muội chắc chắn sẽ nhìn ta bằng một ánh mắt mới. Đến lúc đó, đưa cái bảo bối này cho trưởng môn, khiến cho hắn đem sư muội gả cho làm đạo lữ song tu với mình, chẳng phải là rất tốt hay sao? Mang theo viễn cảnh trong đầu, Mã Lương xuất ra toàn bộ khí lực đuổi theo, nhưng tốc độ của hạt châu lại quá nhanh, Mã Lương càng đuổi lại càng tụt lại phía sau. Hắn cắn chặt răng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái vật phẩm, nó là một cái thoi màu đỏ, từ trên thân nó tỏa ra một luồng khí nóng. Đây là thứ tốt nhất mà Mã Lương tìm kiếm trong chiến trường ngoại vực thu hoạch được. Bình thường hắn vẫn không dám lấy ra vì sợ bị người khác chiếm đoạt. Nhưng bây giờ thấy tốc độ của tia sáng quá nhanh, sắp sửa biến mất, hắn mới bất chấp tất cả lấy ra con thoi ném về phía trước. Kích thước con thoi tăng lên mấy lần, phù một tiếng nhanh chóng lao về phía trước. Trong nháy mắt, ngay khi con thoi hóa lớn, Mã Lương đã ôm chặt lấy nó. Hắn chỉ cảm thấy cuồng phong cuồn cuộn thổi quanh mình, cố gắng lắm hắn mới mở được hai mắt. Trong nháy mắt khoảng cách với ánh sáng đã được kéo lại một chút. Mang theo tâm trạng hưng phấn, Mã Lương ôm chặt lấy con thoi, đuổi theo. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Sau khi có con thoi, tuy Mã Lương vẫn có thể bám theo tia sáng nhưng nếu muốn đuổi theo hoặc chặn nó lại thì đó là chuyện không thể. Hắn chỉ có thể duy trì khoảng cách không đổi mà thôi. Cho đến ngày thứ ba, Mã Lương nhìn khung cảnh xa lạ của chiến trường ngoại vực, trong lòng đã muốn lui lại. Phải biết rằng trên chiến trường ngoại vực có rất nhiều cuồng phong và vết nứt không gian nguy hiểm ở những vị trí xa lạ. Xa lạ có rất nhiều ý nghĩa. Nơi đó có thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách không gian, nứt trường mọi thứ. Trước kia, Mã Lương đã nghe một lão nhân nói, chiến trường ngoại vực rất lớn, bọn họ mới chỉ tìm kiếm được trong một phạm vi nhỏ mà thôi. Mà trong phạm vi đó thì rất ít nơi xuất hiện nhiều vết rách không gian. Đang do dự, Mã Lương chợt phát hiện thấy phía trước xuất hiện vô số những vết mỏng màu trắng. Vừa nhìn thấy những vết đó, Mã Lương biến sắc, khống chế con thoi dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau. Những dấu vết màu trắng đó, hắn rất quen thuộc. Đó chính là những vết rách không gian, khi chúng vừa mới xuất hiện liền có dấu hiệu như thế. Sau đó, những vết đó càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra một vết rách không gian thực sự, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Mã Lương tái mặt nhìn quanh, sau khi thấy chỉ có ở phía trước mới có vết rách không gian, hắn thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, thôi, vì một cái pháp bảo không biết tác dụng mà vứt bỏ tính mạng thì chẳng đáng, ta còn chưa được song tu với tiểu sư muội, nếu như vậy mà đã chết thì ta chết không được nhắm mắt, thôi, không đuổi theo nữa. Đúng lúc này, phía trước tia sáng chợt xuất hiện một vết mảnh, tia sáng không hề dừng lại, chui vào trong vết rách biến mất. Mã Lương thở dài, mắng, vết rách không gian khốn kiếp, ngươi lại nuốt của lão tử một cái bảo bối. Lão tử ở đây hơn 30 năm đã thấy ngươi nuốt không biết bao nhiêu thứ.
không phải 10.000 thì cũng tới 8.000, nhiều như thế mà ngươi không để lại cho lão tử một cái nào hay sao? Hắn vừa mới mắng xong, chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát, một bàn tay chợt vỗ lên vai hắn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra, thân thể hắn run run, từ từ quay người lại, chỉ thấy sau lưng hắn có một trung niên hán tử đang đứng, nét mặt hán tử đang rất khó coi, nhìn Mã Lương nói, tiểu tử kia, ngươi nhìn thấy tia sáng đó? Mã Lương liếc mắt nhìn trung niên nhân thì thấy ở mi tâm của hắn có một cái đồ án hình cây búa, hít một hơi thật sâu, hắn ở chiến trường ngoại vực đã 30 năm, đã nhiều lần nhìn thấy đồ án đó, thậm chí vài ngày trước, hắn còn gặp một cái, loại đồ án đó, hắn đã từng nghe một số người nhắc đến, đó chính là dấu hiệu của cự ma tộc ở ngũ cấp tu chân quốc, tộc nhân của cự ma tộc trời sinh đã có linh lực, bọn họ chính là những kẻ tu chân tốt nhất, đồng thời cũng là tông phái duy nhất trong ngũ cấp tu chân quốc. Tộc nhân của cự ma tộc đạt tới anh biến kỳ mới có thể tùy ý thay đổi kích thước thân thể. Trung niên trước mặt này có vóc dáng của một người bình thường, hiển nhiên là cường giả anh biến kỳ của cự ma tộc. Mã Lương sợ hãi, không dám giấu giếm, vội gật đầu nói, tiền bối, ta có thấy tia sáng đó bay về phía đằng kia, bị vết rách không gian nốt chừng. Hán tử trung niên này chính là người đuổi theo từ triệu quốc, dọc đường đi, càng đuổi, hắn càng cảm thấy kinh hãi. Tốc độ của Hạt Châu không ngờ sánh ngang với tốc độ của hắn. Hơn nữa, mỗi lần bị hắn chặn lại nó đều tránh được. Thậm chí, tốc độ không hề giảm xuống mà còn tăng lên. Cuối cùng thì hắn cũng bị bỏ rơi. Hơn nữa, trên đường đi thỉnh thoảng lại xuất hiện vết rách không gian. Mặc dù hắn không sợ, nhưng nếu bị dính phải nó thì đúng là hơi có chút rắc rối. Với tu vi anh biến kỳ của hắn, đối mặt với vết rách không gian cũng chỉ làm cho bản thân không bị hút vào mà thôi. Sau mỗi lần gặp vết rách không gian, tốc độ của hắn lại bị giảm xuống. Mặc dù còn có thể thuấn di, nhưng cũng không thể bám sát được nữa. Truy đuổi được nửa đường, hắn chợt phát hiện thấy Mã Lương. Không ngờ, sau khi Mã Lương sử dụng con thoi, tốc độ lại còn nhanh hơn cả hắn. Sau khi nghe Mã Lương nói lại, nét mặt hắn âm trầm, trong lòng vô cùng căm tức. Không gian ngoại vực rất lớn, nhưng hắn biết nó cũng có giới hạn, nhưng trong vết rách không gian lại vô cùng vô tận. Mặc dù có quay về tộc tìm cường giả anh biến hậu kỳ cũng chỉ sợ là tìm kim dưới đáy biển. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn Mã Lương, tay phải khẽ chộp một cái, hút lấy con thoi vào tay. Sau khi nhìn qua một chút, hắn liền quát, vật này từ nay thuộc về lão tử. Nói xong, thân thể hắn thoáng động cũng chẳng nhìn Mã Lương một cái, bay theo đường cũ trở về. Đợi đối phương đi rồi, Mã Lương lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng bỏ đi. Hắn cũng không biết rằng người đó có danh tiếng rất lớn tại ngũ cấp tu chân quốc, thanh danh của hắn gắn liền với tính cách chiếm đoạt đồ vật của người khác. Bản thân hắn mới chỉ ở tam cấp tu chân quốc, tất cả đều phải thông qua cột sáng của thông thiên tháp mà đi thì làm sao có thể nghe thấy. Vết nứt ở vực ngoại không gian xuất hiện là do nơi này đã trải qua vô số lần chiến đấu, làm cho nó gần đến rìa sự sụp đổ. Nếu không phải là liên minh tu chân mỗi đoạn thời gian đều phải dùng đại pháp thuật để gia cố một lần, thì sợ rằng nó đã biến mất không còn dấu vết. Đối tiếp với vết nứt không gian này chính là một phiến tinh hải, chỗ đó có thể nói là không có giới hạn, tràn ngập năng lượng tàn bạo và có rất nhiều những sinh vật thần bí. Không phải là không có người từng đi vào và đi ra khỏi vết nứt không gian, nhưng những cao thủ anh biến kỳ đó thì thường vừa tiến vào đã ngay lập tức đi ra. Cả một quá trình này thì lực hút khủng bố được hình thành ở bên trong cái khe kia vẫn chưa kịp tác động hoàn toàn. Vết nứt không gian ở bên trong chiến trường ngoại vực, sự đáng sợ của nó, cho dù là cao thủ anh biến kỳ cũng phải biến sắc vì lực hút. Dưới tác dụng của lực hút, thì ngay của linh lực trong cơ thể thì cũng có thể bị hút ra ngoài, lại càng không phải là muốn thoát thì thoát đâu, mà đó mới chỉ là chuyện thứ nhất. Một điều nữa chính là không ai biết được ở bên trong rốt cuộc sẽ dẫn đến chỗ nào, nhưng từ trong miệng của một vài cao thủ biết được, trong vết nứt này là một mảng tối đen, cái gì cũng nhìn không rõ, toàn bộ thần thức lại bị cấm cố bên trong cơ thể, không thể nào lan ra. Lúc này, trong vết nứt không gian, đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng, chậm rãi trôi nổi bập bềnh ở trên hư không. Nhìn kỹ có thể thấy ở bên trong điểm sáng, có một linh hồn hệ hỏa, đang lấp lánh một cách yếu ớt. Thời gian chậm chậm trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, điểm sáng kia vẫn bồng bềnh ở bên trong hư vô. Linh hồn chi hỏa dần dần có dấu hiệu tiêu tan. Năm tháng trôi qua trong nháy mắt, điểm sáng kia đã hoàn toàn trở nên ảm đạm, linh hồn chi hỏa bên trong chỉ còn lại một ngọn lửa. Một ngày, đột nhiên có một cái bóng ma thật lớn từ phương xa bay về phía điểm sáng, khi nó đến gần mới biến được đó chính là một cái thây ma khổng lồ. Cái thi thể này to lớn nhìn giống như tộc nhân của ma tộc vậy, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy trên trán của thi thể không phải dấu ấn của cây búa mà là một cái đầu búa, một cái đầu búa màu đen. Nếu như có tộc nhân của cự ma tộc xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra cái đầu búa này, đó chứng tỏ người này là tổ ma của cự ma tộc, cũng có thể nói là thượng cổ ma tộc. Trong nháy mắt khi đến gần điểm sáng, đột nhiên một làn khói từ bên trong thây ma chợt lan ra, ở giữa không trung tạo thành một con sinh vật hư ảo trên đầu có hai sừng. Nó tham lam nhìn chằm chằm về phía điểm sáng, cơ thể nó khẽ động đánh về phía đó. Thứ sinh vật này là một loài thần bí đặc biệt có ở bên trong vết nứt không gian.
nó cắn nuốt tất cả mọi vật chất, không kể là thi thể, pháp bảo, hoặc linh hồn. Trong nháy mắt khi toàn bộ cơ thể của nó vọt về phía quang điểm, chợt kêu lên những tiếng quái dị muốn vùng vẫy chạy trốn. Nhưng chỉ trong phút chốc, cơ thể của nó lập tức bị điểm sáng hút vào, biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một cái thi thể khổng lồ kia, lơ lửng giữa không trung. Sau khi hấp thu sinh vật kia, điểm sáng dần dần sáng lên, linh hồn chi hỏa ở bên trong cũng trở nên rõ ràng. Trong khoảng khắc đó, Vương Lâm đã tỉnh lại, nói một cách chính xác là linh hồn của hắn tỉnh lại. Trong nháy mắt khi hắn thức tỉnh, hắn không hề có một chút ý thức, chẳng qua chỉ là một cái linh hồn chi hỏa. Một loại cảm giác rất lạnh từ trong thần thức của Vương Lâm truyền đến. Lúc này, ở trong thần thức của hắn có một ngọn lửa rất lớn, mặc dù nó tản ra từng trận khí tức tà ác, nhưng Vương Lâm cũng không chút do dự lao thẳng tới. Chỉ thấy điểm sáng từ trên cái trán của thi thể to lớn kia chui vào trong, dần bình tĩnh trở lại, bị một thứ giống như lửa ma bao quanh, thần thức của Vương Lâm dần dần cũng không hề có cảm giác lạnh, từ từ bình tĩnh trở lại. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lúc này so với trước đó lại càng lâu hơn nữa. Chẳng biết đã bao nhiêu lâu, Vương Lâm náo thân vào bên trong cái thi thể kia, vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong hư vô. Không biết có phải vì nguyên nhân có thần thức của Vương Lâm ký sinh hay không, vô số sinh vật có hình dạng giống như làn khói trước kia ở bốn phía xuất hiện, lao đầu vào mà cắn nuốt, nhưng cuối cùng cả đám đều bị Vương Lâm hấp thu. Thần thức của hắn càng ngày càng lớn mạnh, linh hồn chi hỏa cũng càng lúc càng vượng, càng như vậy lại càng có nhiều sinh vật từ trong hư vô xuất hiện, điên cuồng mà tấn công đến nơi này. Vương Lâm không biết, trong mắt chúng, thi thể mà Vương Lâm đang nương tựa giống như là một cái vật phát sáng cực lớn ở bên trong cái thế giới quanh năm tối tăm này. Vương Lâm cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ khi hắn tỉnh lại vẫn gần như là vô thức. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đã cắn nuốt một số lượng lớn sinh vật, mỗi lần cắn nuốt một con, hắn cảm thấy thần thức càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng đến một ngày, Vương Lâm nhớ ra những chuyện trước kia của mình, nhớ đến khoảng thời gian 16 năm sống với cha mẹ, nhớ đến thời gian ở phái Hằng Nhạc, cuối cùng hắn nhớ đến Đằng Hóa Nguyên. Một nỗi đau đớn chấn động ở bên trong thần thức của hắn. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Từ Đồ Nam vào giờ khắc cuối cùng đã mạo hiểm cứu hắn, đồng thời cũng đem hắn vào chiến trường ngoại vực, đi đến vết nứt không gian. Trong nháy mắt khi tiến vào cái vết nứt không gian, hạt châu thiên nghịch đột nhiên xảy ra một chút thay đổi quỷ dị. Nói một cách chính xác, nó biến mất không còn chút tăm tích. Nhưng Vương Lâm lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, nghịch thiên châu cũng không có tan biến, mà lấy một loại cách thức hắn không thể giải thích được, dung nhập vào bên trong linh hồn của Vương Lâm. Thậm chí có thể nói, nghịch thiên châu cùng với linh hồn của Vương Lâm dung hợp vào nhau. Cũng chính vì vậy, những loài thần bí và mạnh mẽ kia mới bị hắn cắn nuốt từng cái một. Tư Đồ Nam cũng chưa chết, mà rơi vào một giấc ngủ sâu vĩnh viễn. Vào lúc cuối cùng khi hắn chuẩn bị lâm vào ngủ say, đã đem linh hồn của cha mẹ Vương Lâm bao bọc vào trong nguyên anh của hắn. Cha mẹ của Vương Lâm cũng không phải người tu đạo, không có khả năng sống lại và đoạt xá được. Điểm này thì Vương Lâm biết rõ, hắn chẳng qua chỉ muốn đem linh hồn của cha mẹ giữ lại ở bên người, không muốn để cho bọn họ hồn bay phách lạc. Sau khi khôi phục toàn bộ trí nhớ, hắn phát hiện thần thức của mình đã trở nên vô cùng mạnh, thi thể của người khổng lồ không còn chịu nổi nữa, bắt đầu tan vỡ, rơi vào đường cùng. Thần thức của Vương Lâm khẽ động, rời khỏi cơ thể khổng lồ, loại cảm giác lành lạnh lại xuất hiện. Hắn trôi nổi trong hư vô, tìm kiếm một cái thi thể khác để gửi thân. Khoảng thời gian đó diễn ra rất lâu, Vương Lâm ở bên trong hư vô, mỗi khi tìm thấy một cái thi thể, hắn đều gửi thân vào bên trong. Cũng như vậy, những loài sinh vật thần bí kia vẫn không ngừng nhào tới, lại bị hắn cắn nuốt. Thần thức của hắn lại càng trở nên mạnh mẽ, dần dần, cắn nuốt những loài sinh vật đó đã trở thành một cái thói quen của Vương Lâm. Hắn từ cắn nuốt một cách bị động, trở thành chủ động xuất kích. Cũng có thể nói, Vương Lâm ở chỗ này đợi lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn đã đem trí nhớ của mình rút lại rất nhiều lần. Hắn thậm chí đã đem mỗi một sự kiện mà trước đây mình làm ra tiến hành phân tích một cách tỉ mỉ. Cuối cùng ngay cả phân tích cũng xong hết rồi, hắn chẳng còn việc gì để làm. Đột nhiên hắn sực nhớ tới trước kia đã từng lấy được quyển sách trận pháp. Hắn lập tức nhớ lại nội dung bên trong quyển sách, bắt đầu suy diễn không ngừng. Cho đến khi thấu hiểu hết toàn bộ cơ sở trận pháp của quyển sách, hắn lại lâm vào tình cảnh chẳng có việc gì để làm. Ở đây trong rất nhiều năm tháng, Vương Lâm cũng không chỉ một lần nhìn thấy miệng của vết nứt không gian xuất hiện, nhưng thần thức của hắn quá lớn, lớn đến mức không thể chia nhỏ ra mà chui ra khỏi cái vết nứt. Nhưng hắn thấy, theo sự lớn mạnh không ngừng của thần thức, tuy là không thể từ bên trong khe hở kia chui ra, nhưng mỗi lần va chạm đều làm cho cái khe hở kia xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng mà loại va đập này tối đa cũng chỉ có thể liên tục được một hoặc hai lần, sau đó cái khe nứt kia sẽ tự động biến mất. Va đập một hai lần không có cách nào khiến cho cái khe nứt đó tan vỡ. Vương Lâm biết đây là vì thần thức của hắn vẫn còn chưa đủ mạnh. Thế là, vì để đánh vào khe nứt, Vương Lâm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt.
hắn hoàn toàn vứt bỏ cái ý nghĩ đi tìm kiếm một cái thi thể để gửi thân, mà ở bên trong hư vô không có giới hạn này, nhanh chóng di chuyển, mỗi khi phát hiện có vật chất thần bí kia, hắn đều đi tới, trực tiếp cắn nuốt, cuộc sống cứ như thế này mà duy trì rất lâu, mỗi khi phát hiện có khe nứt, hắn đều thử nghiệm đánh vào, dấu hiệu tan vỡ càng ngày càng thấy rõ. Vương Lâm biết, chỉ cần mình kiên trì thêm, nhất định sẽ có một ngày sau hai lần va chạm sẽ có thể khiến cho cái vết nứt vỡ ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Lâm phát hiện những loài sinh vật thần bí ở bên trong hư vô dường như đã hoàn toàn biến mất, mặc kệ hắn tìm kiếm như thế nào cũng không thấy được một con. Vì vậy, hắn liền mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đột nhiên một ngày, có một cổ thần thức tương đương với Vương Lâm cùng gặp hắn. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm phát hiện lại có một thần thức xấp xỉ với mình ở đây. Người đã vượt qua ranh giới rồi. Có một âm thanh mơ hồ truyền vào bên trong thần thức của Vương Lâm. Hắn ngẩn ra, lập tức dùng cái cách thức giống như vậy truyền ra một đạo thần thức. Làm sao mới có thể rời khỏi nơi này được? Rời khỏi sao? Tại sao lại phải rời đi chứ? Nơi này không thể chạy thoát đi đâu được. Đối phương truyền thần thức xong, sau đó chậm rãi rút lui, rồi biến mất. Từ trong lời nói của đối phương, hắn hiểu được chút hàm ý trong đó. Bên trong vết nứt không gian, thần thức giống như hắn, không chỉ có một ít, thậm chí có thể có thần thức còn mạnh hơn. Giữa hai bên hẳn là có tồn tại một loại tương tự như lãnh thổ. Một ngày vượt qua giới hạn, có khả năng sẽ xảy ra một tràng ác đấu, không phải người chết thì ta cũng bị cắn nuốt mà chết. Sau lần gặp gỡ bất ngờ, Vương Lâm quay ngược phương hướng, kết quả là ở bốn phía hắn phát hiện tổng cộng có ba cái thần thức khổng lồ giống như hắn. Qua trao đổi, Vương Lâm biết với thực lực của mình là không thể chỉ trong một hai lần va đập mà làm vỡ được cái vết nứt không gian, nhưng quyết tâm của Vương Lâm lại trở nên cực kỳ kiên định. Hắn yên lặng một lúc lâu, nghĩ đến một cái kế hoạch điên cuồng. Một ngày, thần thức của hắn toàn bộ tản ra, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ lãnh thổ của hắn. Thần thức quét tán càng rộng thì những chấn động lại ngày càng kịch liệt. Vương Lâm quan sát tỉ mỉ mỗi một phạm vi mà thần thức lan đến. Đột nhiên ở một vị trí xuất hiện một cái vết nứt không gian rất nhỏ. Vương Lâm không chút do dự, thần thức lập tức đi vào dò xét. Trong nháy mắt khi tiến vào, hắn liền kiên quyết chặt đứt tia thần thức đó. Ngay lập tức thần thức thuận lợi đi vào bên trong vết nứt không gian, rồi biến mất trong vết nứt, mất đi cảm ứng. Tâm tình của Vương Lâm cũng không biến đổi, tiếp tục chờ đợi cái vết nứt tiếp theo xuất hiện. Hứa Hạo là đại đệ tử thứ 6 của Linh Vũ Tông ở tam cấp tu chân quốc Cựu Lộc Quốc. Lúc này hắn đang ngồi ở trên một tảng đá cực lớn đang tự di chuyển, kiểm tra lại chiến lợi phẩm mấy năm nay của bản thân. Đúng lúc này, đột nhiên ngọc giản truyền âm của hắn chớp động dữ dội. Hứa Hạo nhíu mày, lấy ngọc giản ra đặt ở trên trán. Ngay lập tức một âm thanh gấp gáp vang lên trong thần thức của hắn. Nhanh chóng đi đến vị trí 48 độ phía tây bắc, chỗ đó xuất hiện một cái thần thức không có chủ. Người truyền âm đến cho hắn là một vị bằng hữu tốt tên là Cát Dương ở chiến trường ngoại vực. Hai người bọn hắn đều là người có tu vi trúc cơ hậu kỳ, thường xuyên liên thủ để giết người đoạt bảo, phối hợp rất ăn ý. Hứa Hạo nghe xong, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lộ vẻ vui mừng như điên. Thần thức là vật quý giá nhất ở chiến trường ngoại vực, so với tất cả những pháp bảo khác thì ít hơn rất nhiều. Chỉ có những tu chân hùng mạnh, lúc bị phá hủy thân xác liền khiến cho Nguyên Anh rời khỏi cơ thể. Hơn nữa Nguyên Anh khi bị tiêu diệt, mới có xác suất cực nhỏ, có một tia thần thức bay ra. Hứa Hạo không biết những tác dụng cụ thể của thần thức, nhưng hắn nhớ rõ, trong khoảnh khắc khi bước vào chiến trường ngoại vực, thượng cấp tu chân quốc có đưa ra một cái bảng, mặt trên có 10 vị xếp hạng, không ngờ trong số đó thần thức là cao nhất. Tất cả những gì trên cái bảng kia, khi nhặt được phải nộp lên trên, hơn nữa sẽ chắc chắn sẽ được ban thưởng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cảm thấy quả tim điên cuồng đập loạn. Hắn không nói nhiều mà khẽ động thân thể, hướng về góc tây bắc mà bay tới. Khi hắn bay đến, ở đây đã tụ tập rất nhiều người. Ở xa có một cái lồng lớn đậy lại, ở bên trong cái lồng có một cái vệt sáng màu lam rất lớn. Vệt sáng kia nhẹ nhàng nổi trong không trung, không chút nhúc nhích. Hai mắt Hứa Hạo lộ ra vẻ tham lam, không nói nhiều vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một cái xoa màu đen, vò tới thành. Lại nói đến Vương Lâm đang lặng lẽ chờ đợi vết nứt không gian xuất hiện. Sau rất lâu, trong phạm vi thần thức của hắn, đột nhiên xuất hiện 8 cái vết nứt. Thần thức của Vương Lâm lập tức đi vào, cắt đứt, xuất ra 8 đạo thần thức. Quá trình như vậy, liên tục được duy trì, thần thức của Vương Lâm càng ngày càng ít đi, số lượng thần thức xuất ra càng lúc càng nhiều. Chiến trường ngoại vực, trong khoảng thời gian 3 năm ở đây, lâm vào trong một cảnh tượng điên cuồng. Từ cách đây 3 năm đột nhiên xuất hiện thần thức vô chủ bị hai người Hứa Hạo và Cát Đằng lấy đi, làm cho tất cả những người đang thu dọn chiến trường ngoại vực trở nên điên cuồng. Sau đó gần như mỗi ngày đều có thần thức xuất hiện ở chiến trường ngoại vực, số lượng thần thức nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Một màn quái dị này, nếu như thường thường, tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của thượng cấp tu chân quốc. Nhưng trong 3 năm này, thượng cấp tu chân quốc cũng không phái ra bất kỳ người nào đến điều tra. Trong chiến trường ngoại vực, bây giờ cực kỳ bất ổn, vì một chút nguyên nhân không hiểu nổi, người bên trong không ra ngoài được, mà người bên ngoài cũng chẳng thể vào trong. Việc này nói đến cùng,
Vấn đề có lẽ là do sự xuất hiện của vết nứt không gian. 10 năm nay, toàn bộ chiến trường ngoại vực, vết nứt không gian xuất hiện rất nhiều, nhất là vài chỗ cửa đi vào, lại càng có nhiều. Đám tư cấp, ngũ cấp tu chân quốc cấp 4 đã phân tích ra được chính là chiến trường ngoại vực đã sắp đến bờ sụp đổ. Lúc này cho dù có cao thủ Nguyên Anh kỳ đi vào, cũng không có khả năng vãn hồi được đại cục sụp đổ nữa. Còn chuyện mời người ở lục cấp tu chân quốc đến để sửa chữa thì chi phí này lại quá cao. Mặc dù biết ở trong chiến trường ngoại vực có rất nhiều thần thức, thì cũng chẳng đủ để trả tiền cho những chi phí sửa chữa bên dưới. Những thứ này vẫn là do vài ngũ cấp tu chân quốc cùng nhau gánh chịu. Hơn nữa quan trọng nhất là, chiến trường ngoại vực cũng không phải chỉ có một chỗ, cũng không cần phải đi sửa chữa một cái chiến trường đã sắp sụp đổ. Cho nên nếu như chiến trường ngoại vực dưới gia cố pháp thuật không được hiệu quả thì bỏ đi được rồi. Nhưng khó có thể giải thích chính là cái chiến trường này rõ ràng đã được dự đoán tối thiểu có thể sử dụng được mấy nghìn năm nữa. Nhưng vì sao chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, lại đột nhiên nhanh chóng có chuyện biến xấu đi thế này? Bọn họ không biết, tất cả những nguyên nhân này, thực ra phải tìm đến Vương Lâm đầu tiên. Nếu không phải hắn trong khoảng thời gian dài liên tục công kích những vết nứt thì cũng sẽ không trở nên như thế này được. Thời gian trong vết nứt không gian và chiến trường ngoại vực có sự khác biệt rõ ràng. Ở bên trong hư vô của vết nứt không gian trải qua 100 năm thì bên ngoài chiến trường ngoại vực chỉ là 10 năm mà thôi. Nói một cách chính xác, thời gian Vương Lâm ở bên trong không gian của vết nứt đánh vào cái khe hở đối với bên ngoài là 7 năm, nhưng trên thực tế lại là 70 năm. 700 năm liên tục công kích làm cho chiến trường ngoại vực nhanh chóng chuyển biến xấu. Bây giờ, không có tu sĩ nào ở tứ cấp, ngũ cấp tu chân quốc dám đi vào cái chiến trường ngoại vực này. Bọn họ chỉ có thể truyền âm vào, nói cho những tu sĩ của tam cấp tu chân quốc hủy bỏ công việc dọn dẹp lần này, toàn lực tìm kiếm thần thức, sau đó thống nhất mở truyền tống trận ra, để tất cả mọi người rời khỏi. Vương Lâm đã quên thời gian, thần thức của hắn càng ngày càng yếu, càng lúc càng nhỏ. Hắn bây giờ đã không thể tiếp tục chặt đứt thần thức, mà đang đợi chờ cái vết nứt lớn hơn xuất hiện. Vào một ngày, ở trong phạm vi thần thức của Vương Lâm xuất hiện một cái vết nứt không gian lớn hơn gấp nhiều lần so với những cái trước kia. Vương Lâm không chút do dự chui vào. Mã Lương đã tìm được một kiện pháp bảo vừa ý. Nó giống như đạo mà quang năm đó hắn tìm được, đều là vật có thể tự động phi hành. Vì kiện pháp bảo này, Mã Lương đã dùng hết sức đuổi theo trong 3 ngày. Hắn cười khổ nhìn phi kiếm kia ở phía trước đang tỏa ra tử quang, thầm nghĩ năm đó nếu toa tử không bị cướp mất, bây giờ nhất định sẽ dễ dàng đuổi theo, cũng không đến mức cực nhọc thế này. Nhớ đến toa tử, Mã Lương lại nhịn không được mà liên tưởng đến Mạc Quang. Mười mấy năm qua, hắn không phải chỉ một lần mơ tưởng bên trong Mạc Quang kia rốt cuộc là cái pháp bảo gì, lại có thể bị những tộc nhân của cự ma tộc truy đuổi và chiếm đoạt, chắn chắn nó phải là một kiện pháp bảo nghịch thiên. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn cũng nhịn không được mà phải than ngắn thở dài. Truyền tống thông đạo sớm không mở, muộn không mở, hết lần này đến lần khác kỳ hạn 50 năm của ông mày còn chưa hết, lúc này lại mở ra, nhưng bất kể là nói thế nào, cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Mấy năm gần đây ở nơi này quá nguy hiểm, đều vì những thứ thần thức này đột nhiên xuất hiện mà làm náo loạn, chờ khi nào đem cái phi kiếm này lấy vào tay, trở về chỗ tập kết. Hi hi hi, tiểu sư muội, muội nhất định phải đợi huynh về nhé. Ngàn vạn lần đừng nhận lời của đại sư huynh, hắn chỉ là một tên xúc sinh mặt người tâm thú, chỉ có huynh mới một lòng một dạ với muội thôi. Mã Lương nói thầm trong lòng, tiếp tục đuổi theo về phía trước. Nhưng 50 năm đã trôi qua, tiểu sư muội không biết bây giờ đã như thế nào rồi. Ách, nàng tu luyện chiến thần quyết, nghe nói có thể bảo trì được nhan sắc, thoạt nhìn thì chỉ mới 30 tuổi thôi. Nếu như nàng trở thành một bà già, thì ta cũng buông tay được rồi. Hừ hừ, lần này chiến thần điện có hơn 10 người đến đây, chỉ còn lại có 10 người sống sót. Khi trở về, chắc chắn ta sẽ được tông chủ chú trọng bồi dưỡng. Hơn nữa trước kia ta còn có bình đan dược kia, ăn vào một viên thì có thể giữ được tuổi xuân. Vì vậy, cho dù quay trở về, thì ta cũng vẫn là một chàng trai 20 tuổi. Đến lúc đó thì thích nữ tử thế nào mà chẳng tìm được chứ. Mã Lương cười ha ha, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy động lực, tốc độ lại càng nhanh hơn được vài phần. Mã Lương đang toan tính, đột nhiên từ xa bay đến 2 đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã đến sát bên người hắn. Trong đó có một đạo lập tức bay lên trước mặt Mã Lương, phi kiếm ở phía trước nhoáng lên một cái, lập tức lộ ra thân hình. Chỉ thấy đó là một người thanh niên khoảng 30 mấy tuổi, ánh mắt hắn âm trầm, bàn tay to chảo một cái, sau khi nắm lấy phi kiếm thì chẳng thèm nhìn cái nào mà ném nó vào túi trữ vật. Sau đó, hắn xoay người, âm trầm nhìn chăm chăm vào Mã Lương. Lúc này thì đạo cầu vồng kia đã hạ xuống, xuất hiện một người trung niên mặc quần áo màu đen, đứng ở phía sau Mã Lương, cười nhạo nhìn về phía hắn. Mã Lương biến sắc, thất thanh nói, Hứa Hạo, Cát Dương. Mã Lương than khổ, hai người đối phương trước đây rất lâu hắn đã từng gặp qua, cho nên lúc này mới liếc mắt đã nhận ra ngay. Thanh danh của hai người này rất xấu, chuyên giết người đoạt bảo. Mã Lương quyết định kéo túi trữ vật xuống, trực tiếp ném cho Hứa Hạo ở phía trước, cầu xin nói, hai vị đạo hữu, tất cả những thu hoạch của ta mấy năm nay đều ở chỗ này, hai vị cứ việc lấy đi.
ta chỉ mong có thể giữ được tính mạng thôi. Hứa Hạo ngẩn ra, mở miệng túi chữ vật ra nhìn qua, rồi nhìn Mã Lương một cái, cười nói, ngươi là người không có khí phách mà ta được gặp, nhưng cũng rất thức thời. Được thôi, ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng, cút. Mã Lương thở phào nhẹ nhõm, đang muốn rút lui, đột nhiên, hắn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, một thanh phi kiếm xuyên qua ngực của hắn, cơ thể của hắn run rẩy, cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình đang dần biến mất. Hắn giãy giụa xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Cát Dương, giữ lại một ngụm máu ở trong miệng, mơ hồ nói, ngươi. Cát Dương vẫy tay, phi kiếm bay trở về, hắn lãnh đạm nói, ta chưa nói thăng ngươi. Nói xong, cơ thể của hắn khẽ động, cũng chẳng thèm nhìn Mã Lương một cái, bay về nơi xa. Hứa Hạo cũng chẳng biết nói gì, đối với Mã Lương đang hấp hối chỉ biết lắc đầu, rồi lên đường. Lòng hắn hiểu rõ, đây là Cát Dương hận Mã Lương đưa túi chữ vật cho mình. Hai người hắn và Cát Dương có một thỏa thuận, túi chữ vật đến tay ai thì của người đó, không được tranh đoạt nữa. Nếu như vừa rồi Mã Lương đưa túi chữ vật cho Cát Dương, Hứa Hạo cũng sẽ làm như vậy. Ý thức của Mã Lương đã trở nên mơ hồ, trước mặt hắn hiện lên bóng dáng của tiểu sư muội, rồi dần dần nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, đột nhiên ở bên cạnh thi thể của Mã Lương xuất hiện một cái vết nứt không gian cực lớn, một đạo thần thức khổng lồ vọt ra. Khi đạo thần thức xuất hiện, hơi dừng lại một chút, rồi lập tức chui vào trong cơ thể của Mã Lương. Rất lâu sau, Mã Lương lại mở mắt, từ trong ánh mắt của hắn lóe lên hai đạo tinh quang. Vết thương ở trước ngực hắn, lấy mắt thường có thể nhìn thấy được bằng tốc độ rất nhanh mà liền lại. Hắn mở miệng phát ra một thanh âm lạnh lẽo, Đằng Hóa Nguyên, Vương Lâm ta đã trở về. Thần thức, quay về. Đột nhiên lúc này, trên khắp chiến trường ngoại vực, tất cả những thần thức trước kia của Vương Lâm, bất kể là đang trong túi trữ vật của người nào, hoặc bị người ta luyện hóa vào bên trong cơ thể, hoặc đang bị người ta tranh giành đều rung lên. Từng đạo thần thức, từ tất cả phương hướng của chiến trường ngoại vực, nhanh chóng từ pháp bảo, túi trữ vật, từ bên trong cơ thể điên cuồng bay về chỗ Vương Lâm, tụ tập lại. Cảnh tượng đó khiến cho trong lòng mỗi một vị tu sĩ lấy được thần thức ở chiến trường ngoại vực, trở nên rung động. Liên minh tu chân là một tổ chức khổng lồ, nó cụ thể do bao nhiêu quốc gia thành viên tạo thành, trừ một số ít người biết, đại đa số đều không thể đoán được. Tiêu chuẩn thấp nhất để trở thành thành viên là đạt đến lục cấp và có được tinh cầu. Nói như vậy, chỉ cần là tu chân quốc, cũng lệ thuộc vào sự quản lý của liên minh tu chân. Nhưng trên thực tế, liên minh tu chân đối với chính mình có vô số quốc gia thành viên, căn bản là không có tinh lực và thời gian đi quản lý từng cái một. Cho nên, nói một cách tổng thể, tu chân quốc từ lục cấp trở xuống cũng đều chịu sự quản lý của lục cấp tu chân quốc. Chu Tước Quốc, mất 10 vạn năm, đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh mà từ nhất cấp đạt đến lục cấp, trở thành một trong số ít ỏi lục cấp tu chân quốc. Sau khi trở thành lục cấp tu chân quốc, Chu Tước Quốc mới giành được một cái tinh cầu theo quy định. Cái tinh cầu này cũng dựa theo một tên gọi thống nhất của liên minh tu chân, đó là Chu Tước Tinh. Trên Chu Tước Tinh, tiếng nói của Chu Tước Quốc chính là ý chí của thần linh. Chu Tước Tinh có 18 ngũ cấp tu chân quốc. Khoảng khắc khi bọn họ đạt đến tiêu chuẩn ngũ cấp tu chân quốc thì lục cấp tu chân quốc sẽ tặng cho mỗi bên một cái chiến trường ngoại vực. Trên toàn bộ Chu Tước Tinh có 108 chiến trường ngoại vực. Khi có một cái sụp đổ thì vĩnh viễn sẽ thiếu đi một cái, trừ khi đồng ý tổn hao một số lượng vật tư cực lớn để mua của lục cấp tu chân quốc, nếu không thì chẳng có bất cứ phương pháp gì nữa. Còn về việc chiến trường ngoại vực làm sao mà được tạo ra, những cái vết nứt không gian này thông về chỗ nào, trong ngũ cấp tu chân quốc không người nào biết được. Nghe nói, pháp thuật để tạo ra chiến trường ngoại vực là khi tu chân quốc lên đến lục cấp thì được liên minh tu chân thống nhất tặng cho. Tuy nhiên cũng có một yêu cầu nghiêm khắc, không được tiết lộ cho những tu chân quốc dưới lục cấp, nếu không sẽ bị gạch tên. Mỗi một ngũ cấp tu chân quốc cũng nắm trong tay rất nhiều tứ cấp tu chân quốc. Giống như vậy, mỗi một tứ cấp tu chân quốc cũng khống chế rất nhiều tam cấp tu chân quốc. Còn nhất cấp và nhị cấp tu chân quốc cấp, liên minh tu chân có quy định không được can thiệp, để tùy ý bọn họ phát triển. Triệu Quốc là tam cấp tu chân quốc trong Chu Tước Tinh, nó chịu sự quản lý của Thanh Long Quốc là tứ cấp tu chân quốc, mà ở quản lý Thanh Long Quốc, trên thực tế là ngũ cấp tu chân quốc Cự Ma tộc. Mỗi một lần vực ngoại đại chiến, tất cả những cao thủ nguyên anh kỳ của Triệu Quốc đều được chiêu mộ, không được có bất cứ cái gì chống đối. Năm đó, năm vị lão tổ của Hằng Nhạc phái chính là như vậy. Nếu đi, Hằng Nhạc phái có thể được bảo vệ, năm người bọn họ không biết sống chết thế nào, không đi, không những Hằng Nhạc phái bị diệt vong, năm người bọn họ cũng chắc chắn sẽ chết. Những chuyện giống như vậy, hầu như ở mỗi tam cấp tu chân quốc đều có. Vật đổi sao rời, cá lớn nuốt cá bé, đó là một câu nói của cường giả, người yếu chỉ có thể nghe theo, không thể từ chối. Có lẽ chính là ở trong cái quy luật gần như tàn khốc này, dẫn đến cuộc tranh đấu giữa những người tu chân so với phàm nhân lại càng khốc liệt hơn. Có lẽ trong mắt của liên minh tu chân cao cao tại thượng, thế giới này, vũ trụ này chính là một cái lò luyện cực lớn, mặc kệ là phàm nhân cũng được, người tu tiên cũng được, đều bị luyện chế một cách vô tình. Thời kỳ thượng cổ thần thoại, người tu chân coi trọng thiên đạo, chú trọng đạo tâm,
truy cầu đại đạo người tu tiên, làm người ta cảm thấy phiêu dật, là xuất trần, là tiên phong, là thiên tâm. Nhưng sau khi thời kỳ thượng cổ thần thoại khi bất ngờ xảy ra một trận hạo kiếp dẫn đến diệt vong, liên minh tu chân bỗng nhiên nổi lên. Từ đó cái đạo này đã hoàn toàn bị tan vỡ. Sự thật chứng minh, tu chân không muốn không cầu, nhất định sẽ là diệt vong. Đây là một con đường sai lầm, chỉ có mạnh được yếu thua, tranh đấu với trời mới thật sự là một sự lựa chọn duy nhất để có thể sinh tồn. Tuy rằng không biết được kết quả cuối cùng là thế nào, nhưng tối thiểu, đến bây giờ, dưới sự lãnh đạo của liên minh tu chân, người tu chân bất kể là thực lực hay là thế lực, đều vượt lên rất xa so với thời kỳ thượng cổ thần thoại. Điều này là đủ rồi. Giờ khắc này, ở trong một cái chiến trường ngoại vực nào đó cùng ngũ cấp tu chân quốc cự ma tộc, một tràng biến hóa quỷ dị đang hiện ra. Những tu sĩ mà trong 3 năm trước đó giành được thần thức, tất cả đều hết sức lo sợ. Toàn bộ chiến trường ngoại vực giống như xuất hiện một cơn mưa ánh sáng, vô số thần thức hướng về một phương hướng mà phóng tới. Ngay sau đó, chiến trường ngoại vực vốn đã ở trên bờ sụp đổ, không chịu nổi những dao động của thần thức, bắt đầu sụp xuống. Chỉ thấy một chiến trường ngoại vực to lớn, đột nhiên lúc đó vỡ ra một lỗ hổng cực đại, giống như bị một cái miệng vô hình đang cắn nuốt vậy, tan biến không một tiếng động. Cùng lúc này, một cỗ thần thức khổng lồ từ bên trong cái lỗ hổng cực đại kia rè rặt đi ra, sau đó thì chẳng còn gì cố kỵ mà lao ra ra, điên cuồng cắn nuốt. Theo sự xuất hiện đi ra của hắn, còn có rất nhiều loại thần bí, chính là những sinh vật mà trước đây bị Vương Lâm cắn nuốt. Giống như vậy, ở mấy chỗ khác của chiến trường ngoại vực cũng bắt đầu xuất hiện, tổng cộng có 3 cái thần thức khổng lồ bay ra từ bên trong những vết nứt không gian cực lớn được tạo thành khi sụp đổ. Một số lượng lớn những loài vật thần bí điên cuồng chen chúc nhau xuất hiện, gặp người thì nhào thẳng đến đầu, thấy vật thì leo lên, lấy châu chấu mà hình dung cũng chẳng quá. Các tu sĩ ở chiến trường ngoại vực xuất ra tất cả tiềm lực, điên cuồng bỏ chạy về phía truyền tống trận, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị cắn nuốt chết. Khắp bầu trời chỉ thấy từng đạo kiếm quang liều lĩnh chạy trốn. Trong nháy mắt khi 3 cái thần thức khổng lồ kia xuất hiện, ánh mắt của Vương Lâm lóe lên. Hắn phát hiện 3 cổ thần thức này rất quen thuộc, đúng là 3 hàng xóm của hắn ở trong vết nứt không gian. Lúc này những tia thần thức của hắn sau 3 năm phân tán, từng đạo rồi lại từng đạo quay về. Mỗi lần quay về một phần, thần thức của hắn lại mạnh lên một phần. Dần dần, thần thức của Vương Lâm lại đạt đến mức độ như trước. Vương Lâm cũng không lo lắng, khoanh chân ngồi xuống để thích ứng với thân thể mới. Lúc này, vài con sinh vật thần bí bay tới giống như u linh. Từ xa khi nhìn thấy Vương Lâm, lại có chút do dự, chân chứ không dám tiến lên. Cuối cùng dường như không thể nào chịu đựng được sự hấp dẫn của món ngon trước mặt, bỗng chốc phần phật bay đến. Còn cách 10 mét nữa là tới Vương Lâm, hắn chợt mở hai mắt, lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Thần thức khổng lồ bỗng nhiên từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra, cả đám sinh vật thần bí kia giống như gặp phải kẻ thù, phát ra từng trận tiếng rít sợ hãi, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng chúng chưa kịp lui lại đã bị thần thức của Vương Lâm đuổi theo, nuốt vào một lượng lớn. Đang định tiếp tục cắn nuốt thì, trong chớp mắt lại có một cỗ thần thức khổng lồ từ trên khoảng không truyền đến, dường như muốn ngăn cản. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, không những không lùi, mà lại lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, đem tất cả những loại vật dám mạo phạm mà cắn nuốt. Đạo thần thức kia truyền đến một tiếng thở dài, cũng không nói gì. Lúc này thì tất cả thần thức của Vương Lâm đã trở về cơ thể. Mặc dù có một số rất ít chẳng hiểu vì sao lại không xuất hiện ở trên chiến trường ngoại vực cho nên cũng không thể kêu gọi, nhưng mức độ mạnh mẽ của thần thức so với năm xưa cũng không sai biệt nhiều lắm. Các vị, đã qua giới hạn rồi. Thần thức của hắn đảo qua, truyền ra một cơn sóng. Cơn sóng thần thức này lập tức tản ra, trong nháy mắt đã khuếch tán toàn bộ chiến trường ngoại vực. 3 cái thần thức khổng lồ từ bên trong vết nứt không gian chui ra, mỗi người đang thoải mái cắn nuốt, đột nhiên động tác ngừng lại. Ngay sau đó từng người truyền ý thức đến Vương Lâm. Người rất mạnh, không nghĩ tới là từ trong chỗ đó đi ra. Không gian chỗ này đã sụp xuống rồi, chúng ta thân là thôn hồn, sứ mệnh là cắn nuốt nơi này, đề phòng nó sụp đổ lan ra phạm vi lớn. Ngươi cũng là một thôn hồn, vì sao lại can thiệp? Sinh ra là thôn hồn, dù hồn ta xúc phạm đến ngươi thì trừng phạt cũng chẳng có gì phải nói. Nhưng cắn nuốt không gian sụp đổ là sứ mệnh mà ta chờ đợi từ khi được sinh ra. Mặc dù chúng ta không cắn nuốt, thì cũng có những thôn hồn khác đến đây cắn nuốt mà thôi. Khi 3 đạo thần thức khổng lồ kia mỗi người nói ra một câu, cũng không tiếp tục cắn nuốt, mà yên lặng đợi Vương Lâm trả lời. Trong ý nghĩ của bọn họ, Vương Lâm dĩ nhiên cũng là tồn tại ngang bằng với bọn họ. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nghe được thôn hồn nói đến. Hắn trầm tư một chút, trong đầu sắp xếp lại những ký ức của Mã Lương khi còn sống. Biết được truyền tống trận bắt đầu mở ra, nếu như lúc này chiến trường ngoại vực hoàn toàn sụp đổ, sợ rằng truyền tống trận này có thể mở ra được hay không cũng còn chưa biết được. Ta cũng không phải muốn ngăn cản, mà hy vọng thời gian sụp đổ cuối cùng của cái chiến trường ngoại vực này có thể trì hoãn một chút được không? Được, như ngươi muốn, ta cũng đồng ý, nhưng các du hồn san thức ăn không thể ngăn cản. Sau khi đạt được thỏa thuận, cơ thể Vương Lâm khẽ động,
bay về phương hướng của truyền tống trận trong ký ức của Mã Lương. Dọc theo đường đi hễ là du hồn, chỉ cần nhìn thấy Vương Lâm, lập tức hoảng sợ mà chạy tứ tán, không dám ngăn cản. Trên đường đi, Vương Lâm đối với thân thể mới này cảm thấy rất ngượng nghịu. Tuy thiên tư linh căn của tên Mã Lương này cũng không tệ, tốt hơn gấp nhiều lần so với Vương Lâm trước kia, nhưng cái thân thể này dù sao cũng nhờ đoạt xá mà có được, cần phải có thời gian để tế luyện mới có thể hoàn toàn chiếm giữ. Lúc này, trong cơ thể hắn không có một chút linh lực nào, tất cả đều dựa vào sự chuyển động của thần thức. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tìm được một nơi để bế quan, tế luyện thân thể và đồng thời nâng cao tu vi, từ đó có thể phối hợp với thần thức mạnh mẽ về Triệu Quốc trả thù. Khi đang bay trên không, Vương Lâm đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía tây bắc, hơi trầm ngâm. Hắn vừa dừng lại không lâu thì thấy ba đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới, sau đó hơn 10 cái du hồn theo sát ở phía sau, tốc độ giữa hai bên càng ngày càng gần. Chu Tử Hồng là đệ tử của Chiến Thần Điện trong Hỏa Phần Tam cấp quốc tu chân quốc, lúc này tuy nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, môi hơi nhếch lên nhưng mái tóc bay tán loạn, mồ hôi đầm đìa, linh lực ở bên trong cơ thể đã đến tình cảnh như đèn hết dầu. Trên mặt nàng lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn hai người sư huynh ở bên cạnh, hai người họ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không cần quan tâm gì mà bỏ chạy về phía trước. Đồng môn Chiến Thần Điện còn sống, sợ rằng chỉ còn lại ba người chúng ta. Chu Tử Hồng cười thê thảm, ba ngày trước, Chiến Thần Điện còn có 10 người, chẳng ai ngờ được chiến trường ngoại vực lại đột nhiên sụp đổ, sau đó lại xuất hiện một số lượng lớn những sinh vật quỷ dị. Hễ gặp được người tu chân là bị bọn nó nhào đến, lập tức hồn bay phách lạc, ngay cả cơ thể cũng bị mất đi tinh hoa máu thịt trở thành thây khô. Mà những sinh vật quỷ dị này dường như rất thích ẩn thân bên trong thây khô, thế cho nên bọn họ bây giờ chỉ cần nhìn thấy thi thể thì lập tức cảm thấy sợ. 10 người Chiến Thần Điện, ngoại trừ Mã Lương 4 ngày trước một mình rời khỏi, bỏ đi, ở đây trong 3 ngày, chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Chu Tử Hồng cay đắng thở dài, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua những sinh vật quỷ dị đang càng lúc càng gần. Trong lòng nàng chẳng còn hy vọng mà nhắm mắt lại, trong đầu không kìm được mà xuất hiện hình dáng của Mã Lương. Mã Lương vốn luôn nhát như chuột, rất sợ chết, phải nói là da mặt hắn cũng rất dày, bất kể mắng chửi thế nào cũng không quan tâm. Đồng sư muội chính vì bị hắn quấn lấy mà chịu không nổi, vì vậy mới nghĩ ra một phương pháp đem hắn đến chiến trường ngoại vực. Nếu không phải mình nhìn hắn khá đáng thương, nhiều lần ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng rồi. Cái tên Mã Lương này cũng có lương tâm, trước đó vài ngày cho ta một viên đan dược, nói sau khi ăn vào có thể bảo trụ được nhan sắc, cũng không biết là thật hay giả nữa. Với trái tim hết hy vọng, trong đầu Chu Tử Hồng không thể kiểm soát được những suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được đương sư huynh ở bên cạnh lo lắng hô, Mã Lương, chạy mau. Chu Tử Hồng ngẩn người ra, mở to đôi mắt xinh đẹp, trước mặt nàng có một người thanh niên đang bay về chỗ này. Người thanh niên đó có dáng vẻ mi thanh mục tú, nhưng có một luồng khí lạnh ẩn ở bên trong, vạt áo trước ngực có một mảng máu. Mã sư đệ, lần này chúng ta khó tránh khỏi số kiếp rồi. Ôi, Dương sư huynh thở dài nói, mặt lộ vẻ chán nản. Vương Lâm quét mắt nhìn ba người một cái, cũng không nói gì. Lúc này hơn 10 cái du hồn đuổi theo ở phía sau, đột nhiên dừng lại toàn bộ, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lộ ra vẻ do dự. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong thần thức truyền ra một cỗ ba động, cút. Hơn 10 cái du hồn lập tức hoảng sợ mà hỗn loạn rút lui, trong nháy mắt đã chạy sạch. Chu Tử Hồng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, như thế nào cũng nghĩ không ra vì sao những sinh vật đáng sợ kia lại đột nhiên chạy đi. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn Vương Lâm, tận đáy lòng mọc lên một cái ý niệm giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ những sinh vật đáng sợ đó lại sợ Mã Lương sao? Nhưng ngay lập tức nàng lại phủ nhận ý nghĩ đó. Còn lại hai người đệ tử Chiến Thần Điện kia cũng chẳng hiểu ra sao, nhưng nói như thế nào, cái cảm giác sống sót sau tai nạn lại đột nhiên tăng lên, ba người đều thả lòng và thả ra một hơi. Vị sư huynh họ Dương ở trong mấy người là già nhất, hắn vẫn còn sợ hãi mà nhìn khắp xung quanh một lượt, vội vàng nói, sư muội, đám sinh vật này tuy là không biết vì sao không tấn công chúng ta, nhưng nơi đây không thể ở lâu, chúng ta nên nhanh chóng chạy đến truyền tống trận, rời khỏi chỗ này thôi. Chu Tử Hồng dùng mình một cái, vội vàng gật đầu, nói với Mã Lương, Mã sư đệ, người tu vi thấp nhất, nhất định phải theo sát chúng ta, tuyệt đối không thể để cho những sinh vật kia nhào lên người, bằng không sẽ lập tức hồn bay phách lạc. Tên đệ tử Chiến Thần Điện còn lại sốt ruột nói, còn nói nhiều làm gì, các ngươi không đi thì ta đi trước đây. Nói xong, cơ thể hắn khẽ động, nhanh chóng vọt đi. Vương Lâm thông qua trí nhớ của Mã Lương biết được người đó tên là Lâm Đào, sư huynh họ Dương cũng vội vàng đi theo. Chu Tử Hồng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thấp giọng nói, cẩn thận đấy. Nói xong, nàng nhảy lên bay về phía trước. Vương Lâm từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội để nói một lời, hắn lặng lẽ ung dung mà theo sát ở phía sau. Sở dĩ phải cứu ba người này, ngoại trừ có những tính toán khác, còn có một chút cảm kích trong ký ức của Mã Lương đối với Chu Tử Hồng. Vương Lâm cảm thấy đoạt được thân thể của Mã Lương cũng cần phải giúp hắn làm một chuyện. Ba người Chu Tử Hồng phi hành cực kỳ cẩn thận,
còn lấy ra những dược vật bổ sung linh lực từ trong túi trữ vật. Chu Tử Hồng lấy ra nhiều hơn một viên, đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhìn viên thuốc trong tay, vô tình nghĩ tới nghịch thiên châu của mình. Một khi đem nó nhúng vào trong nước, thì sẽ tạo thành loại thuốc tốt nhất để khôi phục lại. Đáng tiếc, bao nhiêu hồ lô chứa linh lực dịch thể cùng với rất nhiều bảo bối bên trong túi trữ VOT đều bị Đằng Hóa Nguyên bóp nát, toàn bộ biến thành không khí. Vương Lâm thầm than một tiếng. Hắn có thể dựa vào thần thức cảm giác được sự tồn tại của hạt châu, thậm chí ngay cả huyết luyện phi kiếm cũng có thể cảm nhận được hình như đã hòa tan vào trong linh hồn của mình. Nhưng lúc này không phải là lúc tra xét. Vương Lâm trầm ngâm một chút, trong lòng lại thầm xác định, đợi khi ra khỏi chiến trường ngoại vực, nhất định phải tìm một chỗ để bế quan. Các tu sĩ ở bên trong chiến trường ngoại vực, trong thời gian vài ngày gần đây, phát hiện dấu hiệu sụp đổ dường như có chút chậm lại, nhưng đối với bọn họ mà nói thì không có bất kỳ tác dụng nào, bởi vì so với việc sụp đổ lớn, thì những sinh vật quỷ dị này lại càng thêm đáng sợ. Một đống đổ sụp xuống thì nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người ta đột nhiên tan biến mà thôi, nhưng để cho những sinh vật này cắn nuốt thì chỉ có trơ mắt nhìn hồn phách của mình bị nuốt đi, liên tục kêu lên thảm thiết, sau đó thân thể lại biến thành một cái thây khô. Nếu như những tu sĩ này có thể lựa chọn cách thức chết đi, thì hầu như tất cả mọi người đều chọn sự sụp đổ của không gian còn hơn. Toàn bộ chiến trường ngoại vực, tổng cộng có 4 cái truyền tống trận lớn, phương hướng mà 4 người Vương Lâm bay tới chính là một cái gần nhất ở đó. Đối với 4 cái truyền tống trận này, Vương Lâm cũng chẳng có gì phải lựa chọn. Với hắn mà nói, đi đến cái truyền tống trận nào cũng đều như nhau. Truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống những người có được ngọc phù tư cách. Hễ là người đi vào chiến trường ngoại vực đều được phát một cái ngọc phù. Ngoài việc chống gió, tác dụng lớn nhất của ngọc phù này chính là tín vật để truyền tống trở về. Vương Lâm không có tín vật của Triệu Quốc, căn bản là không có cách nào thông qua truyền tống trận để trực tiếp trở về Triệu Quốc. Lúc này hắn lại chiếm được thân thể của Mã Lương, cho nên đối với hắn, sự lựa chọn tốt nhất chính là hỏa phần quốc của Mã Lương. Đây cũng là một cái ý tứ khác của hắn khi cứu 3 người Chu Tử Hồng nhằm đoạt một cái ngọc phù. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được 2 người Hứa Hạo và Cát Dương thì sẽ tốt nhất. 2 người này đã bị Vương Lâm liệt vào những người phải chết. Giết 2 người bọn họ cũng không phải vì Mã Lương, mà bởi vì 2 tên này biết rõ Mã Lương thật sự đã chết rồi. Vì không muốn lưu lại tai họa về sau, cho nên 2 người bọn họ nhất định phải chết. Dọc theo đường đi, Vương Lâm căn cứ vào trí nhớ của Mã Lương đã liên lạc với 3 người hàng xóm để bọn họ tìm kiếm thay cho mình. Tất cả du hồn trên toàn bộ chiến trường ngoại vực liền biến thành tai mắt của Vương Lâm. Một khi có tin tức của 2 người bọn họ, 3 người hàng xóm sẽ lập tức thông báo cho hắn. Nếu như đến sau cùng vẫn còn không có tin tức về 2 người bọn họ, vậy có thể Hứa Hạo và Cát Dương đã chết. Để cho 3 người Chu Tử Hồng có hàng trăm điều không thể lý giải được, vì dường như tất cả sinh vật quỷ dị cứ nhìn thấy bọn họ là quay người bỏ qua vậy. Có những con rõ ràng vọt đến, rồi lại lập tức xoay người, rồi nhanh chóng bỏ qua bọn họ. Trên đường đi, 3 người có thể nói là có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Cuối cùng trải qua vô số lần như vậy, khi nhìn thấy những sinh vật cổ quái kia, cũng không giống như trước mà lập tức dừng lại rồi thay đổi phương hướng nữa. Chẳng qua tốc độ có giảm, đợi những sinh vật kia chạy đi mới tăng tốc độ phi hành. Có một lần rất ly kỳ, một con sinh vật đột nhiên xuất hiện, nhào về phía Chu Tử Hồng. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị đụng tới Chu Tử Hồng, thì dường như nhìn thấy một cái gì đó khủng bố không thể tưởng tượng được vậy. Thét lên một tiếng chói tai rồi nhanh chóng rút lui, mặc kệ tất cả mọi thứ mà nhanh chóng bay đi. 3 người cũng không phải là kẻ ngốc, những chuyện quỷ dị như vậy tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Kết hợp với những chuyện trước đó mà nghĩ sơ qua một chút, lập tức hiểu rõ câu trả lời chắc chắn ở trên cơ thể Vương Lâm. Chẳng qua chỉ ngoại trừ Chu Tử Hồng trợn mắt há mồm, cũng muốn hỏi cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Còn lại 2 người kia cơ bản là làm như không nhìn thấy. Không phải bọn họ không muốn hỏi, mà không thể hỏi. Lúc này nếu như có một câu nói đắc tội đến Vương Lâm, chỉ sợ tính mạng sẽ chôn ở chỗ này mất. Tên đệ tử có tên là Lâm Đào, đưa lưng về phía Vương Lâm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng chẳng biết có chủ ý gì. Tuy nhiên thần sắc của hắn nhanh chóng trở lại như thường, nhìn không ra một chút manh mối. Nhìn thấy còn một đoạn đường không xa nữa, sẽ chạy đến truyền tống trận gần nhất. Những tu sĩ ở gần đó cũng xuất hiện rất nhiều. Mục tiêu của tất cả mọi người đều là truyền tống trận ở phía trước. Vương Lâm trước đó đã dùng thần thức tra xét qua rồi, một số người tập trung ở truyền tống trận ở phía trước, đều đợi truyền tống trận mở ra. Một đạo ánh sáng màu trắng phủ lên trên truyền tống trận, có tác dụng bảo vệ. Ở bên ngoài truyền tống trận lơ lửng rất nhiều xác khô, bọn chúng đều muốn lao tới đám tu sĩ bên trong truyền tống trận. Bốn phía xung quanh chốc lại xuất hiện một số du hồn ở bên trong những bộ xác khô chui tới chui lui. Truyền tống trận của chiến trường ngoại vực bình thường luôn ở trong trạng thái đóng kín, chẳng qua là cố định một cái thời gian mới được mở ra. Bây giờ còn cách thời gian mở ra là 2 ngày. Những người này ở trong truyền tống trận khẩn trương nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Mỗi khi có một ngọn gió thổi đến, lập tức cả đám hoảng hồn. Nhưng dần ra, có người phát hiện, những du hồn này chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài, tuyệt đối không dám đụng vào quần sáng của truyền tống trận.
lần lượt lại có nhiều người nữa phát hiện ra hiện tượng này. Vì vậy tất cả mọi người ở bên trong đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lúc phi hành, đột nhiên vẻ mặt của Vương Lâm khẽ biến đổi. Những người hàng xóm của hắn truyền đến tin tức, đã thấy được hai người mà hắn muốn tìm. Hai người này đã chết. Túi trữ vật đang được du hồn đưa đến. Không lâu sau, một con du hồn hư ảo trên đầu có hai sừng từ phương xa nhanh chóng bay tới. Vốn là ba người Chu Tử Hồng còn chưa lưu ý, nhưng nhìn thấy du hồn này càng ngày càng gần, không khỏi nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này, du hồn này đã đứng ở trước mặt ba người, hướng về phía Vương Lâm vung lên, ba cái túi trữ vật lập tức bay ra, bị Vương Lâm chộp vào trong tay. Du hồn kia làm xong tất cả những chuyện này, lập tức xoay người bay đi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn chằm chằm vào du hồn kia, đột nhiên nói, dừng lại. Du hồn ngừng lại, xoay người run rẩy nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm cũng không thèm nhìn ba người Chu Tử Hồng, cơ thể tiến về phía trước, nhẹ nhàng đi đến trước du hồn kia. Vương Lâm cắn nuốt du hồn, không phải một vạn thì cũng là 8.000, con số rõ ràng hắn cũng chưa tính qua. Hắn liếc mắt thì có thể nhìn ra, du hồn ở trước mặt này có chút không thích hợp. Vương Lâm trước khi cắn nuốt du hồn, thật ra chỉ là một trạng thái sinh mệnh giống như tích góp thần thức vậy. Tất cả bọn nó chắc chắn có trí tuệ, nhưng vì bản năng trời sinh là cắn nuốt mọi thứ, mà cái du hồn trước mặt này rõ ràng có sự khác biệt. Cơ thể của nó cực kỳ hỗn tạp, rất nhiều linh hồn sau khi bị nó cắn nuốt dường như chưa được tiêu hóa vậy, lưu lại bên trong cơ thể của nó một dấu vết thật sâu. Loại dấu vết này khi tích lũy đến một mức độ nào đó thì thể chất của cái du hồn này sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn kỹ một lúc lâu, hắn từ trên người du hồn này lại thấy được một tia cảm giác giống như năm xưa ở bên trong mộng cảnh không gian nhìn thấy nguyên anh của Tư Đồ Nam vậy. Hoặc có thể nói, giữa hai bên dường như có một điểm chung. Đi giết hắn, tay phải của Vương Lâm chỉ vào Lâm Đào, ra lệnh cho du hồn. Lời của Vương Lâm vừa dứt, sắc mặt của ba người Chu Tử Hồng lập tức biến đổi lớn. Đặc biệt là Lâm Đào, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng lui ra phía sau. Du hồn kia nghe được mệnh lệnh, không nói nhiều mà hướng về phía Lâm Đào bay tới. Chu Tử Hồng cắn chặt môi dưới, có ý muốn ngăn cản, nhưng chẳng biết mở miệng thế nào. Tên sư huynh họ Dương thì lại than nhẹ một tiếng, vẻ phức tạp trên mặt lập tức lóe lên. Lâm Đào dùng hết tốc độ, vẫn không thể nào chạy đi xa được. Hắn chỉ hoảng loạn chạy qua chạy lại ở bốn phía, muốn né tránh du hồn. Hắn tự biết mặc dù có chạy trốn, tốc độ cũng chẳng nhanh bằng du hồn. Cho dù có gặp may mà chạy thoát, chiến trường ngoại vực lớn như vậy, hắn có thể hoàn toàn khẳng định mình cũng không thể nào còn sống mà quay về truyền tống trận. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói, tiền bối, ta và Mã Lương không có một chút giao tình nào. Đồng môn mấy năm nay, bọn tôi nói chuyện với nhau cũng rất ít. Tiền bối tha mạng, ta nguyện trở thành nô tài của ngài. Tiền bối tha mạng, Lâm Đào lo lắng nói. Lúc này du hồn đã đến rất gần hắn. Vương Lâm khẽ cười nhìn hắn một cái, tay phải vung lên, du hồn lập tức ngừng lại. Chắn Lâm Đào ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn cũng chẳng dám lau, mà cung kính đứng ở một bên, nói, tiền bối, ngài chắc chắn là cao thủ của thượng cấp tu chân quốc. Lâm Đào may mắn trở thành nô tài của ngài, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm dối trá. Nói xong, hai tay của hắn tạo thành một cái thủ ấn, trong giây lát đặt lên trên trán của mình. Ngay lập tức một giọt máu trong suốt và lóng lánh từ giữa mi tâm của hắn chảy ra, từ từ bay về phía Vương Lâm. Giọt máu kia sau khi xuất hiện, cả người Lâm Đào ngay lập tức rũ xuống, bộ dạng suy yếu, khẩn trương nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vung tay lên, sau khi bắt được giọt máu thì ánh mắt chuyển lên trên người của sư huynh họ Dương. Lâm Đào sau khi thấy Vương Lâm nhận lấy giọt máu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, cái mạng nhỏ của mình đã được bảo toàn. Lâm Đào rất thông minh, có thể nói hắn là người đầu tiên phát hiện con người của Vương Lâm có chút cổ quái. Đoán chừng Mã Lương chắc chắn đã chết, sư đệ ở trước mặt này là bị người ta đoạt xá. Nhưng hắn không dám nói, lại càng không dám đi nhắc nhở cho hai người Dương, Trương. Lâm Đào biết, đi theo Vương Lâm là con đường sống duy nhất của mình. Cho dù Vương Lâm không giết hắn, chỉ cần đuổi hắn đi, hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Cho nên chuyện này căn bản là khỏi cần phải so sánh làm gì cho mệt. Khi Vương Lâm ra lệnh cho du hồn giết chết mình, Lâm Đào đã hiểu, đối phương rõ ràng đã sớm nhìn ra suy nghĩ của mình, cho nên hắn cũng chẳng cần chất vấn, bởi vì như vậy sẽ càng làm hắn chết nhanh hơn mà thôi. Đây là chỗ thông minh của Lâm Đào, cực kỳ dứt khoát mà tự nguyện làm nô tài, hơn nữa còn lấy ra một bản mệnh tinh huyết của mình đưa cho đối phương. Khi lấy được máu của hắn, chỉ cần Vương Lâm có một cái ý nghĩ trong đầu, hắn sẽ hồn bay phách lạc. Nhưng Lâm Đào cũng không có biện pháp khác, vì được tiếp tục đi theo Vương Lâm, hắn chỉ có thể làm như vậy. Lúc này cơ thể của hắn khẽ động, nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Lâm. Phi kiếm sắc nhọn lóe lên, mũi kiếm chỉ về phía hai người Dương, Trương. Khi làm chuyện này, hắn không chút do dự, biết rõ nếu đã trở thành nô tài thì phải làm những chuyện nên làm, cho dù chỉ là ra vẻ như vậy cũng được. Nam tử họ Dương cười khổ, thầm than một tiếng, không nói nhiều mà vỗ lên trán. Từ mi tâm xuất ra một giọt bản mệnh tinh huyết, bay về phía Vương Lâm. Hắn phát hiện Vương Lâm có chút cổ quái, suy đoán có thể là vì đoạt xá.
không dám chậm chạp như Lâm Đào, dọc theo đường đi trong lòng run rẩy. Lúc này những gì mắt thấy đã được làm rõ, nếu so sánh, thì quyết định trở thành nô tài của đối phương là tốt nhất, dù sao so với sự sống chết, danh dự cũng chẳng đáng gì. Huống hồ đối phương còn rõ ràng là tiền bối của thượng cấp tu chân quốc, là cao thủ mà ngay cả những con du hồn kia cũng phải e sợ. Mình đi theo hắn, nói không chừng sau này có một số cơ hội. Sau khi đưa ra giọt máu, hắn phức tạp nhìn thoáng qua sư muội Chu Tử Hồng ở bên cạnh, an ủi nói, sư muội, ngươi. Chu Tử Hồng khoát tay chặn lại, nhìn Vương Lâm, làn môi mọng đỏ dương lên, thấp giọng nói, tiền bối, ngài, khi ngài đoạt xá, Mã Lương lúc đó là sống hay chết. Nói xong, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Những lời này, từ khi nàng phát hiện ra Vương Lâm không được bình thường, đã muốn hỏi rồi. Vương Lâm đảo mắt nhìn nàng một cái, mở miệng nói, chết. Chu Tử Hồng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, nàng cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Bằng vào trực giác, nàng cho rằng đối phương không có nói dối, hơn nữa ba người mình trong mắt đối phương sợ rằng cũng chẳng bằng con kiến hôi nữa, nên cũng chẳng cần gì phải nói dối bọn họ. Vì vậy nàng cũng chẳng nói nhiều, đưa ra bản mệnh tinh huyết của mình, ba giọt máu nhẹ nhàng bay trước người Vương Lâm, hắn há miệng hút vào bên trong. Trong thần thức lập tức xuất hiện ba cái điểm sáng yếu ớt, chỉ cần hắn muốn, ba người này sẽ hồn bay phách lạc. Thật ra ở trên đường đi, Vương Lâm căn bản cũng không thèm che giấu, chỉ cần là người trước đây có quen với Mã Lương sẽ phát hiện ra sự khác thường, hơn nữa lại có chuyện du hồn sợ sệt, chỉ cần nghĩ qua một chút, lập tức có thể suy đoán ra rõ ràng. Vương Lâm không phải là người hiếu sát, nhưng nếu ba người này không thông minh, như vậy cũng không có biện pháp. Chuyện đoạt xá của mình, quyết không thể để cho người khác biết, còn chuyện khi ra ngoài chiến trường ngoại vực thì cũng có cách giải thích tốt, dù sao trong 50 năm, hoàn toàn có thể thay đổi được tính cách của một người. Ba người Chu Tử Hồng, Dương Hùng, Lâm Đào sau khi trở thành nô tài, thần kinh trước giờ luôn căng cứng, lập tức được giải khai mà đứng ở phía sau Vương Lâm. Chu Tử Hồng nhìn Vương Lâm, trong lòng có chút phức tạp, nàng biết tướng mạo của mình rất đẹp, trước đây ở trong chiến thần điện, có rất nhiều đồng môn theo đuổi, đều bị nàng từ chối từng người một. Chu Tử Hồng từng thề, không đến kết đan kỳ, tuyệt đối sẽ không chọn người kết đôi, nhưng bây giờ, mình đã trở thành nô tài. Nếu như đối phương đưa ra yêu cầu hầu hạ giấc ngủ Chu Tử Hồng nghĩ đến đây, lòng lại càng hỗn loạn. Nàng không biết, Vương Lâm đối với nàng không có một chút hứng thú. Sau khi lấy được bản mệnh tinh huyết của ba người, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào du hồn kia, sờ sờ vào quai hàm, thần thức của hắn lập tức liên hệ đến ba người hàng xóm. Du hồn này, ta muốn dùng. Ba người hàng xóm trầm mặc một hồi, rất lâu sau mới truyền đến lời phúc đáp. Thân là thôn hồn, có một việc ngươi còn chưa biết được rõ ràng. Thân là hồn thì không có cách nào rời khỏi chỗ này. Du hồn cũng là một loại hồn, chẳng qua chỉ là đẳng cấp của nó không thể cùng chúng ta so sánh được mà thôi. Nhưng nó vẫn là hồn, thì có đủ sức mạnh của hồn. Hễ là sinh vật có linh hồn, đều là đồ ăn của bọn nó. Cũng giống như vậy, chúng nó lại là đồ ăn của ta. Chúng ta nuốt hồn, cũng không có cách nào trực tiếp cắn nuốt hồn phách của người khác. Chỉ có thể thông qua cắn nuốt du hồn mà lớn mạnh. Sự mạnh mẽ của du hồn, những người tu tiên cấp thấp này căn bản là không có chức lực chống cự. Mặc dù người tu tiên cấp cao thì không e sợ, nhưng nếu như du hồn số lượng đông, thì kết quả cũng là như vậy. Mà du hồn, đối với ta, vừa là vũ khí vừa là nô lệ, đồng thời cũng là thức ăn. Ngươi có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó có hồn tiến vào trong không gian sinh linh, vậy sẽ sinh ra cái hậu quả gì đây? Thân là thôn hồn, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, một ngày nào đó du hồn tiến vào không gian sinh linh, nếu như số lượng không nhiều, như vậy sẽ xảy ra một tràng tai họa. Ở bên trong sinh linh không gian, du hồn được gọi là ma đầu. Nếu như là số lượng lớn, như vậy không gian sinh linh sẽ trở thành một nơi mất hẳn sự sống. Ngay cả chúng ta trước kia, trong những du hồn đó, tất nhiên sẽ có một con mà cuối cùng sẽ trở thành thôn hồn. Trong lúc mất đi sự sống, có một quy luật tồn tại, hễ kẻ nào muốn vượt qua giới hạn, cũng sẽ bị giết chết. Chuyện này, Vương Lâm chưa bao giờ được nghe. Hắn trầm mặc một lúc, nói, chiến trường ngoại vực này là không gian gì? Nơi đây là một chỗ hỗn loạn được những người có pháp lực mạnh trong sinh linh giới xây dựng lên, tồn tại giữa không gian sinh linh và tận diệt. Dù vậy, du hồn vẫn không thể từ trong khe nứt không gian mà bay ra. Chỉ có những khi gần sụp đổ, khi ta đi vào, bọn nó mới có thể đi vào. Cho nên, người căn bản là không có cách nào rời khỏi, lại càng không nói tới những du hồn kia. Du hồn kia nếu ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng cuối cùng, ngươi có lẽ vẫn phải cùng ta trở về không gian tịch diệt. Đây là sứ mệnh của thôn hồn. Ba âm thanh quàng xóm từ từ biến mất. Vương Lâm ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt thất thần. Ba người Chu Tử Hồng nhìn Vương Lâm không nói lời nào đứng một hồi lâu, mặt càng ngày càng nặng, lòng đột nhiên rung lên, lập tức căng thẳng đứng lên. Đáy lòng Lâm Đào thầm nghĩ có phải là đối phương đã yên lòng rồi hay không, nếu như muốn giết người bịt miệng, thật là chẳng biết làm thế nào. Chu Tử Hồng tưởng là chuyện có liên quan đến việc hầu hạ giấc ngủ,
trên mặt lộ vẻ đấu tranh. Dương Hùng lại càng sợ vỡ mật, hắn nghĩ rất nhiều, không chỉ lo lắng chuyện sống chết của mình, mà còn có một chút hoảng sợ. Hắn sợ đối phương vứt bỏ Mã Lương mà đoạt lấy thân thể của mình. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, cơ thể khẽ động, bay về phía trước, mục tiêu là truyền tống trận. Ba người Chu Tử Hồng đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo. Còn con du hồn kia lại dè dặt, đi ở rất xa phía sau. Càng đi về phía trước, những thi thể của tu sĩ lại ngày càng nhiều. Nhưng mỗi khi Vương Lâm đến gần, thì bên trong những thi thể này đều có du hồn chui ra, rồi nhanh chóng tránh ra, không dám ngăn cản. Cảnh tượng cổ quái như vậy, tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý của những tu sĩ đang hoảng sợ chạy đến nơi này. Cũng không biết người nào dẫn đầu, đi theo sau bốn người. Vương Lâm cũng không thèm nhìn, tiếp tục bay đi. Những con du hồn này do dự một hồi, rồi dè dặt đi theo sau người tu sĩ ở sau cùng. Phát hiện Vương Lâm cũng không ngăn cản, vậy là lập tức bay lên. Trong nháy mắt liên tục vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết, các tu sĩ lại ầm ầm tản ra. Một lần nữa từng người ở trong hàng ngũ lại tiếp tục chạy trốn. Một ngày sau, truyền tống trận xuất hiện trong tầm mắt, xác khô nơi đây lại càng nhiều, du hồn ở khắp nơi. Kể từ đó, nơi đây trở thành khu vực cấm, căn bản không có một tu sĩ nào dám đến. Mặc dù cũng có một số vận khí tốt, thẳng một đường xông vào, trong nháy mắt khi tiến vào chỗ này, bị du hồn xông tới. Trong phạm vi 10 dặm, ngoại trừ những người sống sót lúc đầu ở bên trong truyền tống trận và bốn người Vương Lâm ra, cũng không còn bất kỳ người nào còn sống. Đứng từ xa nhìn truyền tống trận, Vương Lâm có chút trầm ngâm, nói với ba người Chu Tử Hồng, ba người các ngươi đi vào trong truyền tống trận đi. Ba người không dám từ chối, bất chấp khó khăn mà bay về phía trước. Cũng may là du hồn dường như nhận được mệnh lệnh, cũng không ngăn cản ba người. Sau khi thấy bọn họ thuận lợi đi vào bên trong truyền tống trận, Vương Lâm lui người ra phía sau, tìm được một vị trí, khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, ánh mắt chớp động, hắn giơ bàn tay lên, lập tức một con du hồn từ xa bị hút lại run rẩy. Vương Lâm đưa tay về phía truyền tống trận, con du hồn kia lập tức giãy giụa, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của Vương Lâm, đánh tới truyền tống trận. Vương Lâm định khí ngưng thần, ánh mắt không ngừng chớp động nhìn du hồn đang bổ nhào tới truyền tống trận. Hơn 10 người trong truyền tống trận nhìn thấy du hồn kia lại vọt tới, đều vội vàng thối lui, xuất ra pháp bảo, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của du hồn. Du hồn càng ngày càng tới gần, vẻ khẩn trương trên mặt những người trong trận càng lúc càng đậm. Đúng lúc này, du hồn đụng vào quầng sáng bên ngoài truyền tống trận. Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng thầm thở dài một hơi. Trong nháy mắt khi du hồn chạm vào quầng sáng, lập tức hóa thành làn khói tiêu tán vào hư không. Tất cả những người đứng trong trận lập tức hoan hô mừng rỡ, sự lo lắng trên mặt giảm đi rõ rệt. Mọi người càng thêm tin tưởng truyền tống trận này có thể bảo đảm an toàn cho họ. Nuốt hồn sống lại vô dụng, truyền tống trận chính là cửa vào không gian của sinh linh, phàm là hồn phách chạm tới lập tức sẽ bị pháp tắc giới luật gạt bỏ. Từ trong thần thức truyền đến một câu nói, Vương Lâm nghe xong vẫn thản nhiên không để lộ ý kiến gì, mắt nhìn chăm chăm truyền tống trận, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó mắt hắn chợt lóe sáng, hai tay liên tục điểm mấy cái ra xung quanh, lập tức hơn 10 du hồn lơ lửng bay tới. Vương Lâm cười lạnh trong lòng, chỉ vào truyền tống trận một cái lập tức mười mấy du hồn phóng tới, cấp bậc chênh lệch khiến chúng hoàn toàn không thể phản kháng, liên tiếp tiêu tán. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng hẳn lên, hắn nhìn ra một chút manh mối, trong khoảnh khắc du hồn đụng tới quầng sáng, bỗng nhiên xuất hiện một sợi tơ đen chui vào trong cơ thể du hồn, đây mới là nguyên nhân làm cho du hồn tử vong. Về phần sợi tơ đen kia từ đâu xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh Vương Lâm chỉ có thể nhìn thấy lóe lên một bóng mờ không thể thấy rõ chuẩn xác. Một tia nghi hoặc hiện lên trên mặt hắn, hắn không nói tiếng nào, thần thức đảo qua bao trùm lên hơn 1000 cái du hồn, đồng thời hắn chỉ về phía truyền tống trận, lập tức đám du hồn liền lao thẳng tới. Trong truyền tống trận truyền ra mấy tiếng thét lớn, đám tu sĩ trong đó sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nếu nói xuất hiện trước mắt một hai du hồn, bọn họ có hơi lo ngại một chút, hơn 10 linh hồn thì có phần kinh hoàng, nhưng một lúc cả ngàn du hồn đánh tới như vậy, thì chữ kinh sợ cũng không đủ để hình dung được, chuẩn xác và nói thì phải là khủng hoảng. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.